Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là mình ở review cái xe tải của ba mình nha. Thì đầu tiên là để mình đi ra, cái là mình sẽ review từ từ để cái này. Con cũng để ra từ từ review cái này. Mình sẽ để cái kiếm trong đây. Tắt tắt là pin để hết pin. Rồi đầu tiên thì từ cái nhà mình thì ba mình có đậu một cái xe. Đây. Cái đây là cái xe mà ba mình giao hàng. Thì nó có cái chữ là BMB mà Phương Nam nên là mọi người. Đây, chuyên cung cấp xì lẻ nha mọi người. Bánh tráng muối Tây Ninh nha. Ba mình chuyên làm cái đó. Đây nè, nguyên một cái xe tải luôn. Rồi, thì bây giờ thì tới qua anh đây. Có hai cái cửa để nha. Đóng lại. Đây nè mọi người, đây. Cái cửa này. Rồi. Mở ra. Có mở được, mở được. Mở được. Đó. Đó. Nghe thấy chưa? Mở được. Đây. Trời ơi, không biết lên. Đạp ở đây nè rồi mới lên. Em biết. Thấm này nè. Ông ơi. Thôi, cái này chỉ ngồi được một người thôi. Rồi ở đây thì có một cái máy. Rất là đẹp. Đây có chìa khóa của ba mình luôn. Đây. Đó. Có kèn là nằm ở đây nha mọi người. Thấy không? Kèn nằm ở đây. Đây là dây an toàn. Chúng ta sẽ dùng cái dây này. Đây. Mình sẽ dùng cái dây này nè. Xong cái thả vô đây. Mà dài lại dài. Đó, thấy không? Còn bóp vô cái nút đỏ nè. Bóp vô là nó tự động giật ra. Còn đây ha. Đây là mấy cái đồ dùng thôi. Mấy cái đồ dùng như là cái kính của mình nè. Đó. Rồi đồ cái này là vô để che nắng. Đó. Để cái này để che nắng. Còn đây là cái bô lăng. Đó. Ở trên xuống coi té. Rồi trên xuống. Xuống xuống. Rồi. Xuống xuống. Ồ dạ. Đó thì mình đã đi theo khoang bên này rồi. Cái khoang bên kia nè mọi người. Đây. Đây. Để bên này, để bên này lên luôn. Đây. Rồi, đi qua khay bên này mà hàng lên đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây. Mở cái khay bên này nha mọi người. Đấy, thì con chó nhà mình nó đang phá đám. Đạp nó nữa. Ừ, xin lỗi. Rồi. Cái đó đi. Nói thì con chó nhà mình nó hơi dễ thương nha mọi người. Này ôi trời ơi, chung người, chung. Hết chưa, nãy dễ hơn là mình ẩm rồi. Rồi thôi thì bỏ ra. Thì chó không cho vấn đề mà mình. Ôi trời ơi. Để mình vô mình mở cửa ra. Đấy, thấy không? Đem theo lên trước đi. Rồi. Cay. Mọi người. Đừng có leo vậy vô xe hết. Cứ để gì đi, không có sao, không có cần. Đóng cửa lại. Mình đóng cửa lại. Thấy mọi người, hả? Thấy chưa? Chết cha rồi, mở hết đường rồi. Rồi sao chân? Rồi sao chân? Đi nha, mở cho mọi người coi. Đó là giỡn á, mở bằng cái này nè. Đó, thấy không? Mở được nha. Đúng rồi. Đóng lại, rồi. Đây là cái chỗ không quen nãy rồi. Này là cái đó. Ừ. Nãy mình cũng giới thiệu sơ rồi, chỗ này thì mở cái này ra. Chỗ em đang có con dế kìa. Giỡn không phải đâu, cái đó cái đầm mô hình thôi. Cái lá cây thôi. Lá cây thì không phải gì đâu. À, thì đây là cái nhang để ba mình cúng xe nha. Cái này cũng gài vậy nè. Đây nó gài chưa? Rồi, nó dính ở ngoài rồi ba ơi. Nhang cây nó dính ở ngoài rồi. Dạ, rồi dính nữa. Rồi ok. Cái này nè, anh gài cho, không biết gài. Đây nè, đó. Rồi. Gài vậy nè, bấm cái nút đỏ, đó, thấy không? Đây gài. Đây gài. Đó gài. Cứng lắm á. Cứng lắm á. Trời ơi, ông là ông gài, để tôi gài cho ông ơi. Rồi. Đó, mọi người thấy không? Mọi người à. Trời ơi, anh em mình đang cái này, hai anh em mình
chui vô đây hai anh em mình ngầu á. Rồi, bây giờ gỡ này ra. Đi, ra ngoài. Ra ngoài nha mọi người. Còn mình ra ngoài. Review cái cửa khoang đó ở cuối nha mọi người, đi. Đi mọi người, đi. Đi thôi. Đây. Rồi, tới khoang này. Đó, con chó nhà mình lại lẻo như thế này.